tại thằng con cô nó dắt về, dắt về mấy chập luôn, nó nói riết rồi con nhỏ này nói chuyện mình với nó, nói chuyện qua lại thuyết phục riết, nó nói chuyện mình thấy mình thương à, thấy nó hợp với mình thấy mình thương đó, rất là hợp luôn ha. Có những điều gì mà hai má con mình chưa hợp với nhau không? Tính những người lớn người ta hay ôn hòa là để người ta sóng yên biển lặng rồi người ta mới ra khơ, còn ví dụ như hai vợ chồng mà gây lộn thì mình muốn là mẹ phải nói vô liền cho hai đứa để giải hòa, phân tích liền, phân tích liền. À, còn mẹ là không có, để 5 đến 7 bữa để hai đứa nguội đi rồi mới mày sai chỗ này mày sai chỗ kia, hay là con sai chỗ này con sai chỗ nọ rồi mới hàn gắn lại. Nhưng mà cái giới trẻ của mình là không có đâu, nước lửa tới đâu là tạt hướng tới đó, là muốn giải quyết liền, dập liền vậy đó. Còn mẹ là theo cái kiểu là phải đi từ từ, con ơi để rồi còn sao, nguội đi đừng nóng. Nhưng mà mình là giống như là theo kiểu là gây lộn bữa đó mẹ phải giải hòa liền. Nhưng lúc đó mẹ không có bên ai hết hả? Không bên ai chừng. Với mẹ làm gì? Im, để đi từ từ tính. Rồi lúc đó mình với chồng mình sao, có quề không hay lửa, là lửa phần con này nó nóng tánh nữa, mình không có dám hòa giải liền. Để từ từ. Có giờ cãi lại mẹ chồng không? Nhiều lúc nói nó cũng nói tiếng lớn thì cũng giận lắm, nhưng mà giận rồi thôi. À, có nào mà gây lộn với chồng thậm chí mà nóng quá đánh chồng không? Có luôn hả? Đánh chồng luôn. Đánh luôn hả? Dạ. Tướng con vậy đánh ai chịu nổi? Đánh yêu á. Đánh yêu. Dạ, Hoàng Linh với Lê Ngọc. À, em tên là Tô Thị Ngọc Dung, 50 tuổi. Dạ. Mình làm công việc gì? À, nội trợ. Nội trợ hả? Mình đến từ đâu vậy? À, Mỹ Tho. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên thật là Võ Trọng Hiếu, còn mọi người hay gọi là Thiên Nga. À, tên thật là Hiếu. Dạ không, tên con trai là Hiếu, còn tên gái là tên Thiên Nga. À, à dạ. À, mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Tính tới thời điểm bây giờ là 5 năm chị. Wow, 5 năm rồi dạ. Hả? Mình sinh năm mấy nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Wow. Dạ. Hồi đó quen thì năm 20 tuổi là đã về ở với mẹ rồi. À, mình là mình đi phẫu thuật hay là sao em? Lâu dạ, chưa em chuyển giới năm 2013 rồi. 2016 năm. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp con dâu tương lai đó thì cô có ấn tượng điều gì không? Mới đầu thằng con nó nói thì cô cũng phản ứng. Rồi sao nó hôm mẹ con thương rồi. Nó là nó con dắt về cho mẹ coi. Nói, thì mình cũng thương con, nói con nói vậy phản đối hoài nó không chịu. Nó thương nước định nó thương rồi. Rồi nó dắt về, rồi nó dắt về rồi nói chuyện qua lại thì thấy con này nó cũng thấy thương, nên thương nó luôn. Lúc con trai nó bao nhiêu tuổi thì nó dắt về? Nó 20. Cũng mới 20 thôi. Luôn, bằng tuổi. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? Dạ. Nhà mình là có mấy người con? Chỉ có hai đứa thôi, thằng chồng nó với con nhỏ con gái. À, dạ. Nhỏ con gái. Nhỏ con gái là nay như 16 tuổi. Vấn đề là mẹ chồng thì đồng ý, nhưng mà cha chồng có đồng ý không? Không, ổng chồng thì phản đối, không chấp nhận. Nhưng mà khắc phục cái thời gian sau là ông xã mới chấp nhận. Mình nói sao để ông chấp nhận? Thì nói con nó thương vậy rồi thôi à, ông cũng chịu theo nó, con mình cũng thương nó đi. Nói riết rồi ông mới bằng lòng, ông mới chấp nhận. Rồi con gái cô có nói gì không? Không, con nhỏ nó thương con này lắm, chịu luôn. Đi làm công ty, đi xuống công ty phe luôn. Em có chị dâu là vậy đó, xuống công ty phe luôn. Hiện tại công việc của mình là cái gì Nga hả? Dạ, em thì hiện tại là em là thẩm mỹ, chuyên dành cho những người chuyển giới giống như em. Là ở quận mấy? Dạ, ở quận 6 chú. Mai chú cháu mình tới. Chứ hả? Con được, đâu có muốn chuyển gì đâu. Không, chị Lê Lộc thôi. Chị Lê Lộc em thấy sửa nhiều lắm đó. Hả? Thì phải sửa nhiều lắm. Không, chị không có chuyển giới em ơi. Không có, em thì thẩm mỹ chứ đâu kêu chị chuyển giới. Đúng rồi, nghe nè, sửa nhiều lắm, sửa gì đâu. Sửa gì chị sửa gì cưng? Giờ chị gọt mặt với lại sửa mũi cắt mắt đi. Trời ơi, chị vậy chưa đủ đẹp hả? Không có, chị làm nữa chị sẽ đẹp hơn. Mình cho cộng thêm điểm chị. Chị đẹp lắm rồi. Em thấy chị làm nữa là chị sẽ đẹp nữa đó. Thôi đẹp chi, trời ơi, xài sao hết. Có bơm gì nữa không? Thôi đủ rồi, em thấy gì điện nước đầy đủ rồi chị. Rồi, anh được không? Em thấy chú có cho con gọi bằng chú đi, tại con còn nhỏ mà chú. Con rất là hâm mộ chú từ nhỏ tới giờ luôn. Cảm ơn con, nhưng mà con thấy chú có sửa gì được nữa không? Con thấy chú là ok lắm rồi. Chú ok lắm rồi, chuyển chuyện rồi. Con này chọc chú hoài. Cho Lộc hỏi xíu nha. Cái lần đầu tiên khi mà Nga gặp má chồng á, Nga ấn tượng điều gì?
sợ lắm, tại vì mình mặc cảm á. Dạ. Mình biết là cái giới tính của mình nó không có được may mắn giống như người khác. Ừ. Mình gặp mình cũng giống như theo kiểu là mình sợ nhiều khi người ta đuổi mình về luôn, mình cũng không biết cái tình thế đó mình xử sự sao, sợ lắm. Nhưng mà chồng thì nói là cứ không sao đâu, mẹ dễ lắm. Chồng đã nói cho mẹ trước là trấn an là mình đã chuyển giới rồi. Ừ. Nhưng mà mình thật sự mà mình cũng phải gung chứ, tại vì hồi đó giờ mình chưa có đặt trong cái trường hợp là mình đi lề về nhà chồng mà. Ừ. nhà chồng của mình là biết mình chuyển giới. Ừ. mình ngại lắm, với lại theo kiểu là mình tâm lý sợ là người ta không chấp nhận mình, người ta sẽ phản ứng với mình một cách là thái quá. Ừ. Đến cái lúc đó thì cái cảm giác của má chồng đối với mình như thế nào? Lần gặp đầu tiên á thì tưởng khó, nhưng mà thật sự mẹ không phải khó, tại vì mẹ ít nói. À. Cái người ít nói thì mình đã thấy là trời ơi chết rồi, nghiêm khắc quá, phải nghiêm khắc quá, sợ khó chịu, cái sợ mẹ khó chịu. À. Nhưng mà càng về sau là trời, hai mẹ con là đi nói xấu người ta không, nói chuyện người ta không, tám nói chuyện người ta không. Con có sợ ba chồng không? Dạ, ba chồng con thì làm cơ quan nhà nước, ba. Ừ. Chồng thì cũng khó lắm. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì đã chấp nhận rồi. Bao lâu? Mất bao lâu? Cũng 1-2 năm. Nhưng mà vậy thì lúc đó mình đã về ở chung chưa? Ở Sài Gòn về Mỹ Tho, ở Sài Gòn về Mỹ Tho giống như là thứ 6, thứ 7, chủ nhật là về 2-3 ngày rồi đám giỗ, đám quải. À. Rồi mình về, hai đứa cứ chạy đi về. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này đó thì cũng to to vậy đó hả? Không, không có ốm. Ốm hả? Ốm. Sao con đi chuyển? Nó đẹp lắm, tướng đẹp lắm. À. Ăn nhiều quá con, ăn nhiều quá to. Về chắc má chăm quá đúng không? Đêm nào cũng chở đi ăn hủ tiếu Mỹ Tho với lại hủ tiếu Mỹ Tho lắm. Tiếu bò viên. Tiếu bò viên. Phải lắm. Tiếu bò viên ở dưới Mỹ Tho là ngon lắm. Vậy là hai bà con đè nhau đi. Đi mẹ chở đi là bắt đầu đi vậy đó, đi tối ngày sang đêm. Trời đi ăn đủ thứ món, đặc biệt Mỹ Tho nó có nhiều món lắm. Hủ tiếu sa tế nè, hủ tiếu Mỹ Tho. Trời ơi xuất sắc luôn. Vậy là đòi ăn nước không, mía là nước không. Mía với lại nước mía cốt dừa. Trời rồi nước mía đậu phộng, nước mía mít. Rồi hai mẹ con là ăn uống là thôi rồi quá trời luôn. Xôi gà, xôi đậu, bánh chưng, bánh giò, ôi quá trời luôn. Trời ơi chết luôn á. Con không muốn thành Lộc nhiều ký. Em 50. 50 hả? Vậy là Nga gấp đôi Lê Lộc rồi. Nga 99 ký rồi. Trời đó. Trời ăn quá nó bệnh lắm. Thôi con phải tập thể dục đi. Đúng rồi. Dạ. Cho nó gọn lại xíu. Thôi chuyến này về có hai mẹ con đi tập thể dục. Vậy là mẹ chắc... con không cho xuống ký đó. Mẹ nói thôi để gì đi con đẹp, để gì đi đẹp. Giết thành không mà con đẹp luôn. Mà con đẹp thiệt á. Ngày xưa con chỉ có 59 ký thôi. Lúc... Con mới lên tầm 2 năm nay thôi. À. Lên 40 mấy ký. Trời ơi. Ngày xưa hot girl mà rất là đẹp, bây giờ cũng không hot girl đẹp nữa lắm. Mà à. Bây giờ người ta đặt là hot girl 100 ký. Hot girl múp. Con đi chuyển giới gì ba mẹ con có đồng ý không? Dạ ba mẹ con thì cũng cấm cản quyết liệt lắm. Đó có chương trình Kama con cũng có kể về cái vấn đề đó. À. Nhưng mà theo kiểu là bây giờ cũng chấp nhận rồi, cũng thấy mình hạnh phúc lắm. Hồi đó con có bao giờ con cảm giác con yêu một cô gái nào không? Dạ không, hồi đó giờ cũng có, trời con sợ dữ lắm. Con sợ dữ lắm. Con thấy con gái con sợ dữ lắm. Sợ gì á? Con gái mà sợ hả con? Tại vì mình cảm giác trong người mình là phụ nữ, mà tự nhiên phụ nữ lỡ cái mình cũng sợ lắm. Nó sao sao á. Hồi đó giờ là con có cảm giác thích nữ từ hồi nhỏ tới giờ rồi. Nhỏ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng có vậy. Giờ con nắm tay người phụ nữ chưa? Có nắm tay mà theo kiểu mà nó nắm tay để make up cho bạn bè hay là đi chơi chị em đồ. Nói nghe nè, tôi nói bà nghe nè, ví dụ như tôi trang điểm cho bà, bà phải đánh son hồng, đánh sen, son đỏ, tao này là thân với chị em bạn gái là vậy đó. Về đó bà để tóc dài đi, bà để tóc ngày tóc kia vậy đó, tư vấn làm đẹp cho người ta vậy đó. Chứ ôm hung này kia là không có. Là không có cảm giác đó, mình không có cảm giác đó. Hai má con mình có nhiều điểm giống nhau không? Có chứ gì. Ví dụ nói xấu người ta. Nhiều chuyện. Nói xấu là nói xấu người này người kia vậy đó, hả? Vậy đó. Ủa sao mình không nói tốt người ta mà nói xấu người ta chi vậy? Không, nói xấu này là nói xấu theo cái kiểu tích cực, cái là vui, giống như là đám cưới nhiều chuyện đồ này kia đó. Đám cưới là cô dâu cho cái kiền, cái nhẫn, cho nhiều, cho ít, cho xi men, cho này cho kia gì đó. Rồi là nhà bà này mới mua cái tivi, cái máy giặt, cái này cái kia, chứ không phải là mình nói xấu về cái chuyện tiêu cực. Thì mai con rủ Lộc vô cũng đủ một bộ thì được đó. Cái thích nói chuyện người ta dữ lắm. Thích nói chuyện hai mẹ con luôn, nằm cứ xù xì là tùy chuyện người ta không. Nhiều khi tới 3-4 giờ sáng chưa ngủ. Mình gọi điện thoại thì mình nhắn tin. Nhiều khi ví dụ như mà hai em về quê á thì hai mẹ con nằm đủ thể. À. Còn không thôi là gọi nhắn tin. À. Vậy đó cứ ngồi nói chuyện vậy đó. Rồi ngoài ở dưới cũng vậy nữa, ví dụ như ở dưới mà bà kế bên bà mới mua căn nhà nó cũng gọi lên nói nữa. Con bà kế bên bà mới mua căn nhà, bà mẹ thấy hả, bà mua trong hẻm mà muốn tao có tiền tao mua mặt tiền luôn. Trời cưng quá. Tức là mày, vậy là mẹ chồng yêu con dâu dữ lắm luôn á.
Yêu lắm đúng không? Mình có khi nào mình tự hào mình đi khoe con dâu mình là người chuyển giới với mọi người không? Có chứ. Hả? Có. Tụi mọi người có nói gì không? Mọi người nói mày có thằng trai một mà mày để nó vậy mày tiệt tử tiệt tôn cả chấp nhận tôi thương rồi à đúng rồi tôi thương rồi chấp nhận hết mình thương là được rồi về trong làm dâu nó được không được nó nấu nướng gì ăn gì không thì cũng phụ thôi mình đi chợ về mình nấu nướng hết chỉ xuống chỉ phụ họ theo Nhưng mà con thấy cô lúc đầu ngay từ ban đầu là cô khó chấp nhận rồi nhưng mà làm sao cô để cô đến được tình thương đối với Nga luôn. Tại thằng con cô nó dắt về mấy chập luôn nó nói riết rồi con nhỏ này nói chuyện mình với nó nói chuyện qua lại thuyết phục riết nó nói chuyện mình thấy mình thương. À. Thấy nó hợp với mình thấy mình thương đó. Rất là hợp luôn ha. Có những điều gì mà hai má con mình chưa hợp với nhau không? Tính những người lớn người ta hay ôn hòa là để người ta sóng yên biển lặng rồi người ta mới ra khơi. Còn ví dụ như hai vợ chồng mà gây lộn thì mình muốn là mẹ phải nói vô liền cho hai đứa để giải hòa phân tích liền à. Còn mẹ là không có để 5 đến 7 bữa để hai đứa nguội đi rồi mới mày sai chỗ này mày sai chỗ kia hay là con sai chỗ này con sai chỗ nọ rồi mới hàn gắn lại nhưng mà cái giới trẻ của mình là không có đau nước lửa tới đâu là tạt hướng tới đó muốn giải quyết liền dập liền vậy đó còn mẹ là theo cái kiểu là phải đi từ từ con ơi để rồi sao nguội đi đừng nóng. Nhưng mà mình là giống như là theo kiểu là gây lộn bữa đó mẹ phải giải hòa liền. Nhưng lúc đó mẹ không có bên ai hết hả? Không bên ai trơn. Với mẹ làm gì? Im. Để đi từ từ tới. Rồi lúc đó mình với chồng mình sao? Có quề không hay lửa, là? Lửa phần con này nó nóng tánh nữa. Mình không có dám hòa giải liền. Để từ từ. Có giờ cãi lại mẹ chồng không? Nhiều lúc nói nó cũng nói tiếng lớn thì cũng giận lắm. Nhưng mà giận rồi thôi. À. Có nào mà gây lộn với chồng thậm chí mà nóng quá đánh chồng không? Có luôn hả? Đánh chồng luôn. Đánh luôn hả? Dạ. Tướng con gì đánh ai chịu nổi? Đánh yêu á. Đánh yêu. Đánh yêu sao? Đánh thử chú Quyền Linh đi. Con đánh chú Quyền Linh hả? Chú Quyền Linh chắc cỡ 80kg à. Đánh nhỏ. Đánh chú yếu lắm ha. Nhỏ kiến con. À. Má con mình hay mâu thuẫn với nhau chuyện gì nhất? Cái chuyện mà hòa giải gây lộn á. Cứ nói hoài với cái chuyện chăm sóc sắc đẹp. Cứ nói, mẹ ơi mẹ cắt mắt sửa mũi đi dụ hoài không bao giờ được. Sao vậy? Thế không làm là không làm. Đâu có chịu. Thấy ô, mẹ không chịu. Mẹ không làm. Mẹ đâu có gì đâu cần phải sửa. Không có thời đại 4.0 rồi chị. Sao mà không sửa? Đúng rồi. Mình sụp mí thì mình cắt mắt mình treo chân mày đúng không quý vị? Đúng không mấy cô? Mình phụ nữ là mình phải làm đẹp. Mấy cô mà lớn tuổi là mắt sụp ra thì mình cứ che mí mũi mà thấp xuống xíu cứ đẩy cao lên. Bữa nào mấy chưa cô, bữa nào mẹ chưa con cũng vậy nhưng mà mẹ con đặc biệt không có làm. Nói ừ vậy hả con? Ừ mà không có làm con. Để năm già tháng dậu bữa nào chưa đưa lọc qua cắt cái miệng rộng nữa thêm xíu được không? Trời ơi miệng vậy chưa đủ rộng á chú. Nói chứ nếu như người bình thường và cũng tạm ổn rồi không cần nhất thiết phải sửa thì không cần phải khuyến khích họ sửa đâu tại vì nó ảnh hưởng sau này đến sức khỏe lắm. Không bây giờ có lớn như tuổi vậy nè mà. Làm đẹp nó vẫn có theo kiểu là làm tốt cho sức khỏe nữa tại vì những cái người mà lớn tuổi ví dụ như mẹ đi mí mắt sụp là mình sẽ không thấy cái thị lực của mình nó sẽ giảm thường á mắt mẹ sụp xuống là có triệu chứng mờ nói chung là dụ dữ lắm không làm. Bây giờ thì mình có định tổ chức cho hai đứa nhỏ một cái buổi tiệc nào ra mắt bà con hàng xóm này kia không? Cũng có định tính là cuối năm nay. Cuối năm nay hả? Cha nhưng mà nãy nghe nói ba làm trong cơ quan nhà nước đúng không? Bây giờ thì chắc dễ hơn chưa? Bây giờ thì dễ lắm rồi. Không, giờ thì cũng dễ rồi. Hồi mới thì ai cũng có một cái ánh nhìn không tốt về mình. Ba thì đàn ông nữa. Gia cương mẫu mực, ví dụ như có thương mình cũng không nói. Dạ. Đợi mình về nó bà tôi thấy vậy, bà coi sao. Cứ nói với mẹ rồi mẹ nói với lại chồng nói với mình nó qua 3-4 người vậy đó chứ không nói trực tiếp bây giờ mình. Nếu như có ai đó dị nghị về cộng đồng LGBT thì con sẽ nói điều gì với họ? Trong xã hội con trai hoặc con gái cũng có người tốt và kẻ xấu thì trong cộng đồng con cũng vậy và đặc biệt những người chuyển giới rất là có tài con thấy họ rất là tài có một cái năng khiếu bẩm sinh và đừng có khi người hay là mình đánh giá người ta vội quá nhiều khi chưa chắc mình giàu hay là mình điều kiện mình bằng người ta hoặc là cái địa vị xã hội mình bằng người ta đâu. Có những người người ta không có bộc lộ cái giới tính người ta nhưng mà thật sự người ta là giới tính thứ ba. Cô nhìn em Nga bây giờ cô có cái điểm nào mà chưa hài lòng ở em không? Nó giờ còn gì nó khuyết điểm đầy đủ hết rồi. Về tính cách, về cái cách cư xử trong gia đình thì cô có cái điều nào mà còn trăn trở không? Không con.
Cô hài lòng 100% luôn. Con dâu hoàn thiện rồi đó hả? Nếu như có một số ông bố bà mẹ mà không chấp nhận con mình chuyển giới, không chấp nhận con mình yêu một người chuyển giới thì cô sẽ nói điều gì? Thì cô cũng phiền thôi. Cô phiền cũng chấp nhận cô? Rồi thôi. Nói là con thương vậy là tôi chấp nhận hết. Nhưng mà tôi thương nó tôi cũng chấp nhận luôn. Là hai đứa có phụ tiền để lo cho mẹ dưới quê không? Dạ có. À đúng rồi, cũng tốt rồi ha. Trong tương lai cô mong muốn gì cho hai đứa nó? Thì cô chỉ muốn là cho tụi nó sống, tụi nó làm sống hạnh phúc là cô mừng vui rồi. Không có cần gì nữa hết. Dạ. Sống hạnh phúc và đừng có mà gây lộn không tụi nó gì hết. Con có mong muốn điều gì với mẹ con không? Con mong muốn là mẹ lên ở với con để hai bà xui ở chung. À. Tại vì kêu mẹ lên hoài mẹ không có chịu lên. Tức là mẹ ruột con đang ở với con luôn. Dạ mẹ ruột con là đang ở với con, mẹ chồng là đang ở dưới quê. Ừ. Là con muốn mẹ lên luôn. Ở chung với mẹ, ở chung, mẹ ruột dạ, con luôn. Để mình tiện bề chăm sóc với lại theo con nghĩ là con không có sinh con đẻ cái nên đâm ra cái chuyện mà con thấy là con cảm thấy là con mình thiếu với mẹ, mình nợ mẹ một cái gì đó nó lớn lắm. Đâm ra mình muốn bù đắp cho mẹ. Để xem chồng con sẽ nói điều gì nha. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trước giờ thì mối quan hệ của vợ và mẹ hầu như là không có mâu thuẫn gì hết. Chỉ có đôi khi thì có những cái xung đột nhỏ nhỏ thì vợ hay lớn tiếng với mẹ. Nhưng mà mẹ cũng không có trách và cũng không có giận vợ. Mình cũng gửi lời nhắn cho mẹ là đó giờ con cũng không thấp con hơn mẹ. Thì con muốn biết là mẹ hơn con, mẹ mới chấp nhận con thương mẹ nhiều lắm. Vợ thì muốn vợ em trong công việc thì đừng quá nóng tính, cũng chỉnh cái tính lại xíu để hai vợ chồng sẽ không có còn cãi nhau nữa, hiểu nhau hơn. Vợ bây giờ cũng đã sắp sửa gần 100kg rồi, nhưng mà bây giờ vợ có 100kg hay là 150kg thì chồng cũng thương vợ thôi. À, chồng khuyên là đừng có nóng tính đó. Hứa với mẹ chồng, hứa với chồng đi. Chồng khuyên gì nãy giờ đó? Giảm bớt nóng tính lại. Giảm bớt nóng tính là hay. Nóng tính lắm. Nóng rồi tính lắm. Giảm ký lại. Không, chồng con không có kêu giảm ký. Có chú kêu à. Chồng con nói là 100kg rồi đó. 100kg, 100kg vẫn thương. Chồng con 100kg vẫn, ô vợ con 100kg chồng vẫn thương. À dạ. Nhưng mà nặng ký lắm nó không được tốt sức khỏe đâu. Dạ. Chú tại con giảm ăn đó. Uống không có kiên cử với lại con hay ăn đêm. Ăn đêm dữ lắm mà không có cử. Hay dụ của ăn đêm. Cứ gỡ đồ ăn hoài, từ ở dưới Mỹ Tho là gỡ lên á. Là má xách lên luôn hả? Không có, gỡ thùng, đóng thùng. Không. Đặt người ta như đóng bò viên vậy đó, cô đặt đóng thùng cái gỡ xe lên. Nói đồ ăn, nói sáng tới sáng luôn á. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều ha. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, hai mẹ con chú. Dễ thương lắm ha. Nhưng mà chú dân mong muốn con giảm cân để có giữ gìn sức khỏe. Dạ, nhà con cảm nha. Ơn chú nhiều. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Hai người ôm nhau nè, đó. Chú rất thích những cái hạnh phúc như thế này. Chúc cho mẹ chồng nàng dâu mãi mãi yêu thương và hạnh phúc nha. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ. Lấy này bỏ bò viên với lại đồ lên cái gì vậy? Không, làm sao? Con cứ để trên bàn thờ đó. Trời ơi. Con bỏ bánh trái rồi cúng cũng được. Cái này là để cho một ký bò viên vô cho nó được. Bỏ bò viên vô ăn được. Hủ tiếu Mỹ Tho nó trộn lên rồi. Chắc vô cho nó ăn được. Dạ, cảm ơn cô. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đây là thực phẩm Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là sản phẩm son Yurika thương hiệu từ Nhật Bản. Xin cảm ơn cô và em đã đến với chương trình nè. Rồi, cảm ơn gia đình nha. Nhìn làn da nó đẹp, ước gì được làn da vậy trời. Đây đây mẹ. Chú còn sửa được không con? Chú còn sửa được chú. Không con? Được không? Mai chú tới nha. Được chú tới chuyển cũng luôn. Hết 100%. Chú phi luôn kìa. Được chú chuyển luôn á. Cũng rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Hy vọng rằng cộng đồng LGBT sẽ tiếp tục những cái câu chuyện thế này. Hạnh phúc là trên hết. Miễn sao mình hạnh phúc, mình sống với chính mình là được rồi. Các bậc cha mẹ cũng
chắc chắn là trong sâu thẳm thì không ai muốn cả. Dạ. Nhưng mà con mình đã như thế rồi, cái định mệnh, cái số phận như thế rồi, cũng nên chấp nhận để hai đứa được hạnh phúc. Và con cái hạnh phúc thì cha mẹ và bà con cũng hạnh phúc. Tôi tin là điều đó chắc chắn như vậy.